nha. Xong rồi, xong rồi.
có quyền tự hào với người bạn của mình. Dạ, dạ, đồng ý. Tự hào không? Rất tự hào. Sự tự hào và sự hãy nhìn đi nhà khách mời ngày hôm nay. Dạ. Thì sống được như thế nào, đúng không? Chính xác là như vậy. Hôm nay có cả Đức Phúc cùng với Eric nữa. Cảm ơn hai em đã đến với Quang Nam ngày hôm nay. Có chị Henry nữa, vân vân, có rất là nhiều người. Thế nhưng chị Mèo, hồi nãy giờ chị quan sát Minh Xù ngồi phía dưới với chị Mèo nói trời ơi, mấy đứa nó nhảy hay quá. Thế thì bây giờ chị chia sẻ cảm xúc của mình một tí đi cùng với các bạn trẻ và đặc biệt là với Quang Nam ngày hôm nay. Cái điều Mèo sẽ nói về cảm nhận của Mèo khi Mèo tới đây, Mèo bị bất ngờ. Bởi vì Mèo không nghĩ là Đăng sẽ mở một cái studio nó lớn và hoành tráng và nó chuyên nghiệp. Mèo nghĩ đây là một cái studio chuyên nghiệp nhất thành phố hiện nay. Em tự hào thực sự và một bạn trẻ và bạn đã nói về điều này. Bạn nói là bạn chuẩn bị cái này vậy thôi, nhưng mà đây cũng điều mà bạn đã cũ vài năm rồi. Chính xác. Đúng không Đăng? Và khi mà tới đây thì sự luôn là với một cái con người mà thích tăng động như Mèo, có nhìn cái phòng tập là muốn tập nhảy liền, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Mời Mèo nhảy à, âm nhạc lên ạ. Ủa Mèo, Mèo nói Mèo muốn nhảy. Sang lên xù. Ok, sang lên ạ. Không, bây giờ mình sẽ hỏi chị Đăng đi ha. Dạ đúng. Không, bây giờ chị nói đi. Tại vì em với chị là rất là rành về Đăng ở trong cái cuộc sống đời thường, cũng như là tâm sự với nhau nhiều. Vậy thì hôm nay có cái gì bóc mẻ chàng trai này không? Với cái ngôi nhà này. Tuyệt vời, dạ. Mời luôn Eric với Đức Phúc lên đây luôn. Hai đứa lên. Cả lên sân khấu, vỗ tay cho Đức Phúc và Eric được bây giờ đúng không ạ? Dạ, bắt tóc đó chứ. Thế bây giờ hai đứa thuộc. Em hôm nay kính đẹp quá, ngầu quá. Style cũng sai. Không, không chị. 4 giờ là chương trình bắt đầu, chị ngồi từ 4 giờ. À, 2 giờ chiều. À đúng rồi. Mấy bạn không ngồi, mẹ đứng vỗ tay xuống luôn. Cái hồi chị thanh lị, chị nói còn giờ đứng mấy cầu, cái đứa chị ngồi. Cảm ơn Đức Phúc và Eric. Hôm nay đến đây, bây giờ mình chia sẻ một tí xíu ha. Về con Đăng cũng chỉ có gửi đến chút gì đến với Đăng không? Đây là đầu tiên sau em gửi cho đến quý anh chị và chị với các bạn có mặt ở đây ngày hôm nay. Em là Đức Phúc. Hôm nay thực ra là cũng đã có một quá trình làm việc với anh Đăng rồi, nên là hôm nay cũng sẽ dễ hình thức xếp để qua chung vui với anh Đăng trong cái ngày rất là đặc biệt này. Thì cũng không, cũng gọi là không có gì chia sẻ nhiều, nhưng thực sự là khi nãy mà em xem cái clip mà em phải bảo em để wow với Eric, em phải quay sang em bảo wow đẹp quá. Rất giống những cái phòng studio khi mà em xem những cái clip dance practice của K-pop. Yeah. Thì em nói là bây giờ chỉ mong sao là hoạt động, nghĩa là cái studio này đi vào hoạt động thật nhanh để em có cơ hội em được trải nghiệm ở đây và em được thử và em được tập và em được quay clip ở đây ngay được. Wow, Đăng, khi nào muốn đặt lên đi thế này? Vui luôn chứ. Đức Phúc là Đức Phúc, Đức Phúc nói luôn rồi, có mà em quay thuê em nha. Lúc nãy anh Đăng nói là em đã đẹp quá, thế phải về để em quan, em cho em thuê để em quay luôn. Dạ, hợp lý. Và đến đây khi mà nhìn đặc biệt là cái không gian ở bên ngoài cũng rất đẹp, bên trong cũng rất là đẹp và làm mọi thứ đều rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Chuyên nghiệp lắm em biết một cái bức tường đó đó em. Là hả, sơ rất là tỉ mỉ rồi đắp lên. Hồi nãy Minh Xù có nói với chị Đèo, em nói là thôi hôm nay có các anh chị em nghệ sĩ tới đây rồi, các anh chị phóng viên báo chí nữa rồi, bạn bè thân thiết, thôi mình ký tên lên tường đi em, kỷ niệm một bức tường. Nó là đính đá cháu luôn ha. Đang nói không, đây nhiều tiền lắm anh ơi. Ký lên. À đây cái tường đó mình nhận sơn lại 4 lần rồi đó. Đó, thấy chưa? Cho nên mới thấy là rất là chỉnh chu trong từng mọi chi tiết nhỏ. Còn Eric thì sao em? Có đăng ký tập về hạn nào không em? Không, em thì cũng giống như anh Đức Phúc thì em cũng đã làm việc với anh Đăng trong một quá trình dài rồi. Từ bên Covid đến ăn sáng nha. Và em không sao chúng ta sai và tiếp theo đây sẽ là một giải thưởng tiếp theo được làm việc cùng anh Quang Đăng nữa. Thì thực sự mà nói thì hôm trước em đã lên đây tập nhảy rồi. Và khi mà em tới đây thì phải nói rằng em cũng Đức Phúc nó lại cũng
cũng kiểu mắt cho A một chỗ O ở đây là một cái phòng tập, và em thấy được là anh ấy đầu tư rất là chỉnh chu về tất cả mọi thứ, và có lẽ là đúng như chị Mèo nói đây, có lẽ là phòng tập đẹp nhất ở Sài Gòn mà em thực tập. Cho nên em mong rằng là phòng tập của anh sẽ đi vào đầu sớm, và mong rằng nó sẽ thật sự phát triển trong tương lai nhiều hơn nữa. Tuyệt vời, khổ tay ạ. Cái điều này không chỉ riêng con đang mong muốn đâu, mà tất cả chúng tôi là những người bạn của con đang, và là những người sẽ là cộng sự của con đang tại phòng tập này cũng rất là mong muốn là sẽ hoạt động sớm hơn. À, thế bây giờ con đang chia sẻ với Lumi là cái quá trình hoạt động sắp tới của mình như thế nào tại đây? À, bây giờ em quảng cáo xuống nha. Quảng cáo đi em. Ừ. Thì phòng tập này thì mở ra thì chủ yếu là mở dạy nè, dạy cho từ độ tuổi từ 4 tuổi cho tới 17 tuổi cũng có, tới từ tuổi cả của mèo cũng có luôn. À, mèo. Mèo là 18 cộng mà. Đúng rồi, từ 2 mấy trở lên cho mọi người. Ok nha. Và ngoài ra thì có thể có cái studio, có thể chỉnh đèn được nè, rồi âm thanh rất là đầy đủ. Và cái phòng này có thể ngăn thành hai phòng nhỏ, và phòng B, phòng C, phòng A, phòng nhỏ bên kia là phòng nhỏ nhất. Thì mỗi phòng đều có một chiếc năng riêng hết, và ánh sáng cũng riêng. Và mọi người thể quốc tế quay clip là buổi phim. Giống như hôm qua khi dù mấy có đèn phim của anh Đức Thịnh qua quay. Nhưng trên đây rưu là mấy anh nó qua hốt luôn rồi. Thì ngoài ra nữa thì em cùng tập cái nhóm em ở đây và làm những cái dự án dance ở đây, mà có làm lát là được nhiều lắm. Còn quảng cáo quá không biết có kiểu không có kiểu bổ tay thôi. Tới đây nghe quảng cáo mà. Đúng rồi, trời ơi. Hôm nay còn mong muốn là em sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa đó. Nhưng mà thực sự ra thì anh tin là tất cả các chị ngồi phía dưới cũng sẽ có những cái câu hỏi dành cho em ở tuần sau. Còn ngày hôm nay đã có sự xuất hiện ở đây rồi, vỗ tay cho những khách mời của chúng ta. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chắc là cho Misu xin một cái giây phút mà để chúng ta có thể chia vui cùng với nhau được không? Bằng cách là đang sẽ khui sâm anh và tất cả chúng ta sẽ chia một ly đúng không ạ? Chúc mừng cho Lan nhé!
Thank you.